Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại mình. Mình gọi là Moneva Webray đấy. Thì hôm nay gọi là mình sẽ tổ chức gọi là giải đấu vượt tay ao làng, gọi là nhầm ao đình đấy. Đây. Đấy, vượt tay ao đình và tìm xem ai là người vô địch. Đây. Vâng, đây là các gọi là tuyển thủ, nhưng mà bàn vượt tay đã bị gãy chân. Đấy, đúng rồi, là ghế vượt tay đã bị gãy chân và trọng tài phải vào xử lý cái ghế. Vâng, vẫn gỡ là rất là khó để xử lý. Vâng. Đang chờ gọi là sửa ghế, đang gọi là tổ chức mà không thể thấy được. Vâng, đây là trận đấu đầu tiên. Ui, sư mạnh béo và chàng mập ú ấy. Và số 13. Vâng, nãy anh ta không biết nên là làm hơi sai luật. Vâng, nghe dung đang gồng gắng hết sức. Liệu tay xương đang tay béo không? Và dung 13 đã thắng rồi, nhưng trước đó anh ta đã thua rất nhiều trận, chẳng qua là không quay mà thôi. Đấy. Rồi, tiếp theo cho anh chàng sọc trắng sâu đen. Đối thủ anh ta gì đây? Quần đen. Là một cậu bé. Anh chàng quân đỏ chính tỏ thông minh đấy. Vâng, trận đấu không cân sức. Thay người chăng? Vâng, chắc chắn là thay người rồi. Và tuyển thủ mới đã xuất hiện được bạn ơi. Tuyển thủ rất cân sức với anh chàng áo đỏ, chính là anh chàng áo đen mặc áo màu vàng chó điểm. Vâng, hai trọng tài đang gọi là phổ biến luật cho ai bạn này biết xem đấy, phổ biến luật vào tay đấy, mình cũng chưa biết luật vào tay như thế nào. Vâng, ai trong này cố gắng phổ biến, nhưng có lẽ như là anh chàng áo vàng màu chó thèm vẫn chưa biết luật đấy, kiểu như là ối ôi kéo hai tay ấy đấy. Nhưng mà phấn đấu vẫn thuộc về anh chàng quân đỏ quân hải ơi. Vâng, anh chàng áo đen quân đen lên khiêu khích anh chàng áo đỏ sọc đen đấy. Hai người bắt đầu vượt tay. Vâng, để nghiêng ghế ra rồi, hai người bắt đầu vượt tay rồi người ơi. Vượt tay nào, bắt đầu trận đấu diễn ra. Có vẻ như là không cân sức mấy. Cùng là đàn ông với nhau nhưng có người mạnh hơn, có người cơ bắp bé hơn đấy. Đây là giải đấu rất là đấy, bởi vì bình thường người ta vượt tay là hay là con trai áp đấy, bây giờ nữ vượt tay nhau đấy. Vâng, quân tóc vượt về chị gái áo đen. Rất tiếc chị gái áo hồng. Vâng, anh trai gọi là quân đen bắt đầu khiêu khích ơi, xong rồi mặc áo ấy khiêu khích, hai người bắt đầu vượt tay với nhau. Và trận đấu bắt đầu rồi mọi người ơi. Có việc phần thắng nghiêng với chị gái áo đen. Vâng, chị gái vẫn thắng luôn rồi, có vẻ như là rất là căng thẳng bạn ấy. Hiệp 2 hiệp 2 bạn ạ. Đây chính là hiệp 2 đấy các bạn. Đó, hiệp 2 đây. Vâng, hiệp 2 bắt đầu lại. Vâng, ôi lần này còn chiến thắng nhanh hơn nữa. Chị áo đen rất là mạnh khỏe các bạn ạ, mặc dù là phụ nữ nhưng rất mạnh. Vâng. Vâng, anh chàng quân đỏ lao lên rất là hùng hổ, đã khiêu khích. Có vẻ như là đã lại hai người này. Vâng, bắt đầu muốn thi đấu lại để xem anh chàng áo vàng bù chỗ thì áo liệu có thắng không. Bắt đầu. Vâng, final. Ôi, anh chàng quân đỏ chính tỏ thông minh đã thua rồi. Vâng, tiếp theo là trận đấu giữa Dung Lấy Ba và anh chàng Ngọc Ú. Vâng, thực ra Dung Lấy Ba thua được luôn kìa đấy, phát thua luôn kìa. Ôi ôi, nãy gọi tay xương thắng, bây giờ tay ấy thắng rồi. Ok, ôi giời ơi, thua hai trận hiệp hai cũng thua bạn ạ. Ok nào, thì nào tiếp tục là trận đấu tiếp tục chăng? Vâng, không, trận đấu đã chuyển qua anh chàng mực ú và anh áo đen mà sụp đỏ đấy, cam và đen đấy. Vâng, trận đấu không hề cân sức một tí nào, có vẻ như anh kia không có nhiều cơ bắp lắm, không có nhiều khối cơ sức mạnh lắm nên thua rồi. Vâng, anh chàng đang nhớ cô nạ đấy. Ai à, anh chàng khiêu khích mà nạ rất là hùng hổ đấy, đang khiêu khích đối thủ và gỡ đây ra. Vâng, có vẻ anh kia rất là mạnh đấy, nhớ luôn ạ. Đây là trận đấu giữa anh chàng áo đen giữa phái nữ và đàn ông. Vâng, có vẻ như là chị gái hồng hơi hiểu
không nên làm được, gọi là không cần sự mấy con ạ. Ok. Anh thắng rồi. Lại là vâng. Chẳng nhẽ lại tiếp tục trận đấu với Trắng. Vâng. Trận đấu giữa hai người bé con ạ. Ok. Ai à, không con ạ, không phải như vậy. Còn trận đấu giữa anh chàng quân đen áo đen và chị gái áo đen. Vâng, hai áo đen giống nhau. Khả năng là úi thôi đấy. Không. Cứ tưởng là cân sức mà không phải. Vâng, anh chàng kia tiếp tục. Anh chàng qua làm chiếc thua hay là áo cam. Tiếp tục qua là lao vào qua vật thi đấu lại để xem ai là người chiến thắng. Vâng, kết quả vẫn là thua. Có lẽ nào trước vô địch sẽ về chị tay chị gái kia không? Vâng, thanh niên mặc áo đỏ chính tỏ chiến thắng. Chiến thắng luôn anh chàng đũa đen đấy. Anh chàng kiếp đũa đen mà ạ. Vâng. Vâng, ôi bị cân nhân lại rồi. Vâng, trận đấu thì là anh ta bảo là tay kia bị mỏi. Thi đấu bằng tay trái, hai người quyết định thi đấu bằng tay trái rồi. Có vẻ lần này căng thẳng hơn một chút. Căng thẳng hơn một chút. Hiệp ba. Vì nãy anh chàng kia vật tay với chị gáo đen nên là hơi mệt. Vâng, vẫn thua, không thể thắng được bạn ạ. Ok. Nào, tiếp theo là giữa chị gáo đen và anh chàng màu vàng áo màu vàng. Ok. Nhưng có vẻ coi là chị gái áo đen đang ở tư thế không gọi là ổn định, không gọi là dễ dàng để thắng mấy. Bởi vì là mình ngồi góc kia thì mình giật lại nó sẽ dễ hơn là mình đẩy sang bên kia. Vâng, nhưng có lẽ chuẩn bị thắng ở Trăng. Không, vâng, vẫn chưa ai thua cả. Hai người rất là cân sức với nhau. Wow, và chưa ai thắng bạn ạ. Đang rất căng thẳng, mọi người đang đến cổ vũ của bạn ạ. Ok. Cổ vũ, vâng, ấy đang nói chung là đang hóng ở đấy, cổ vũ kìa đấy, cổ vũ cho anh chàng áo vàng kia. Vâng, chưa thấy ai, à đây, có những chị gái đến cổ vũ cho chị gái áo đỏ kia, đấy, có những người phụ nữ đến cổ vũ cho chị, đấy, cổ vũ kìa đấy, 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 đợi cổ vũ đấy. À, không biết là chị gái vừa, à, hình như có vẻ như là nghe thấy tiếng cổ vũ của mọi người, đây, chị gái quyết định ra một đoàn kết liễu Trăng. Liễu nào, vì chị gái có vẻ như là được cổ vũ nhiều hơn. À, ra một đoàn kết liễu. Nào, sẽ có đúng không nào, để chúng ta cùng xem tiếp tục trận đấu. Vâng, chị quyết định ra một đoàn kết liễu. Vật một phát rồi đi ăn luôn bạn ạ. Ok. Ồ, đây là chị gái áo hồng đang vật nhậu. Vâng, hồng nhạt, có phải thắng hồng đậm rồi. Anh chàng áo đen xen vào cũng khiêu khích vào tay đấy. Thì ta quyết định vật luôn. Nhưng có lẽ như là trận đấu này thường thường là áo hồng hay thua áo đen lắm bạn ạ. Đấy, có vẻ giai đoạn đầu thì có vẻ hơn ấy, nhưng mà chị gái hồng có vẻ hơn ấy, nhưng mà vẫn thua anh chàng áo đen. Có vẻ như anh này không cần sức mấy. Vậy là giải vật tay của chúng ta đã kết thúc rồi qua ạ. Giải vật tay ao làng ao đình như nhở, ao đình đã kết thúc rồi bạn ạ. Đấy, và người vô địch đó chính là chị gái áo đen này. Yeah. Như vậy là video này của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Nếu có like cho mình một like, xem đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.